Xin chào mọi người, mình là Trang. Hiện tại mình đang là mẹ bỉm sữa toàn thời gian. Mình rất quan tâm đến phương pháp giáo dục, nuôi dạy và chăm sóc con cái. Vậy thì mẹ lười là ai? Và mình quan tâm đến điều gì khi chăm sóc và giáo dục con cái? Con là một cá thể và bạn ấy có những cái quyền quyết định riêng trong cuộc sống, cũng như là bạn ấy có những cái sở thích và cá tính ngay từ cái thời điểm bạn ấy sinh ra. Do đó thì mình không ép buộc hay là không bắt con là phải đi theo cách học này hay cách học khác. Để phát triển một cá nhân tốt thì bản thân cái việc đầu tư cho đầu tư về thời gian, về công sức và về cái nghiên cứu hiểu biết nó cũng cần rất là lớn. Thế trong quá trình tìm hiểu thì mình rất là khâm phục cái phương pháp học homeschooling. Có nhiều người cũng đã biết đến và đã rất là thích cái phương pháp này. Tuy nhiên thì có rất là nhiều những cái trở ngại nhất định khiến cho việc học homeschooling không thể trở thành đại trà được. Thứ nhất, homeschooling đòi hỏi thời gian của bố hoặc mẹ dành cho con rất nhiều. Lý do thứ hai, đó là bạn học homeschooling thì bản thân bạn ấy sẽ phải là người có cái động lực rất là tốt để bạn ấy tự học và bạn ấy tự tìm hiểu kiến thức. Do là không có thầy cô giáo một cách trực tiếp cho nên là việc học của bạn ấy sẽ phải chủ động do bạn ấy. Và cái việc mà ở cạnh bố cạnh mẹ thì nhiều khi người ta nói là bụt chủ nhà không thiêng. Lý do thứ ba, mình nghĩ là lý do quan trọng nhất, đấy là hiện tại ở Việt Nam thì việc học homeschooling chưa được công nhận như là một trường học và một chương trình học chính thống. Thế thì do đó thì cái việc mà lo lắng là ra trường hoặc là khi học hết chương trình xong thì con có được bằng cấp gì hay không, nó cũng sẽ là một trở ngại rất lớn đối với các bố mẹ muốn theo chương trình homeschooling này. Vậy homeschooling là gì và lý do tại sao mà mình lại muốn đi theo homeschooling đến như vậy? Để hiểu rõ về homeschooling hơn thì mình sẽ cần phải tách bạch ra câu chuyện là home và school. Bình thường thì ai cũng hiểu là home là nhà và school là trường học. Vậy thì học ở nhà, học tại nhà theo như cách dịch của Việt Nam mình, đó là hoàn toàn chính xác hay chưa? Theo như cái nghiên cứu gần nhất mà mình đã được xem thì sẽ có ít nhất là 7 phương pháp học gọi là homeschooling. Các phương pháp đó bao gồm phương pháp là học tại nhà, tức là chương trình học, giáo án, khung chương trình, phân phối chương trình hoàn toàn là đi theo một cái bộ giáo trình có sẵn và con được mua cái giáo trình đấy và học ở nhà thay vì việc con đến trường học, thì đó gọi là học tại nhà. Tuy nhiên nó chỉ là một dạng của homeschooling mà thôi. Ngoài ra mình vẫn còn rất là nhiều các dạng khác thì mình có thể liệt kê ở đây để cho mọi người hiểu được là homeschooling nó cũng có rất nhiều lựa chọn chứ không chỉ đơn giản là học ở nhà. Cái phương án thứ hai hoặc là cái phương pháp thứ hai mà thường mọi người cũng sẽ được biết đến đấy là nó gọi là virtual school, nghĩa là chương trình học trường học ảo. Thì bạn ấy sẽ vẫn được đi học nhưng cái trường của bạn ý nó học là online, thì nó giống như là các bạn đang học chương trình Topeka hoặc Antery, nhưng mà nó là chương trình học toàn phần ấy. Thì các bạn học homeschooling cũng như vậy, bạn ấy sẽ học một cái chương trình học đào tạo online. Và cái chương trình này thì ở nước ngoài thì nó có những cái chương trình nó cấp bằng, bởi vì nó là trường, chỉ là nó đào tạo từ xa, đào tạo online cho nên nó vẫn được cấp bằng như bình thường. Một cái phương pháp thứ ba là phương pháp mà mình không quá đi theo các cái giáo trình học mà mình sẽ đi theo từng cái chủ đề một. Việc học theo chủ đề này thì sẽ đòi hỏi cái người mà thiết kế giáo trình phải luôn luôn sáng tạo và đi theo lũ trẻ. Ví dụ như là ngày 1 tháng 6 là Tết Thiếu Nhi Children's Day thì cái người mà làm chương trình sẽ phải đưa ra một cái set đầy đủ các cái thông tin, có bài tập, có lý thuyết về Children's Day, có hoạt động liên quan, rồi có các cái từ vựng liên quan đến cái phần đó. Thì tất cả các cái môn học nó sẽ chỉ xung quanh cái chủ điểm là Children's Day đó, hay là cái khác đây gọi là Unit Studies, là các bạn ấy sẽ học theo các chủ điểm khác nhau. Cái phương pháp này thì nó lại đi theo rất nhiều về cái sở thích của đứa trẻ. Tuy nhiên thì là cái sự dẫn dắt là chủ yếu vẫn là do người lớn, và cái sự khơi gợi cái sở thích này cũng là chủ yếu là do cái người tạo các cái giáo trình cho bạn ý.
một phương pháp tiếp theo nữa, phương pháp thứ tư, nó là phương pháp học rất là cổ điển thôi, thì cũng giống như là phương pháp học là virtual school hoặc là học school at home, thì bạn ấy cũng sẽ được học một cách rất bài bản, học ngữ pháp, học về logic và học về kỹ năng ngôn ngữ hùng biện. Đấy, thì ba cái phần này nó sẽ tạo nên một cái quy trình học của một bạn học tại nhà. Trong đó thì các cái giáo trình khác nhau, thì cái người đưa ra giáo trình không phải là một trường mà là vẫn là người dạy, thường là bố mẹ hoặc là cái người giám hộ sẽ là người đưa ra cái chương trình học cho bạn ấy dựa trên cái phương pháp như thế. Một số phương pháp khác thì sẽ mang tên của các nhà nghiên cứu, ví dụ như là phương pháp của Montessori thì chắc là các bạn cũng biết rất là nhiều rồi. Montessori thì gần đây rất là nổi tiếng với các phương pháp của các trường mầm non. Mình sẽ không nói nhiều đến nữa mà mình sẽ chỉ đưa ra để cho mọi người hiểu thôi. Một số phương pháp khác thì nó cũng đều mượn tên của các cái nhà nghiên cứu và nó mang cái suy nghĩ của nhà nghiên cứu đấy. Riêng có một phương pháp cuối cùng thì mình nghĩ là nó sẽ khá là gây confuse cho nhiều người. Nó là hai phương pháp là relax và unschooling. Relax thì có nghĩa đơn giản là học không quá là theo một cái nhất định là phải theo một cái giáo trình nào hoặc là một cái bước tiến nào, mà sẽ phụ thuộc vào việc là đứa trẻ cảm thấy ra làm sao. Rồi là học cũng có thể là một kỳ, ngày trước thì là học một kỳ học đầy đủ cả mấy môn, thì bây giờ bạn ấy một kỳ chỉ học từ 1 đến 2 môn thôi. Tức là cái sự tự do về lựa chọn môn học cũng như là cái chương trình học nó cũng sẽ rất là lớn. Tự do lớn nhất đấy là phương pháp unschooling, nghĩa là hoàn toàn mình sẽ đi theo cái sở thích và cái xu hướng của đứa trẻ. Bạn ấy muốn học về đàn, bạn có thể học cả một năm về đàn. Tất nhiên mình sẽ bổ sung thêm các cái kiến thức khác của bạn ấy liên quan đến viết lách, liên quan đến nhạc lý, liên quan đến đọc về nhạc lý để cho bạn ấy có những cái kỹ năng khác. Tuy nhiên thì unschooling là một cái phương pháp mà nó rất là nhiều định nghĩa, nhưng cái căn bản nhất đấy là nó sẽ đi theo cái đứa trẻ, đi theo cái sở thích của đứa trẻ, và đứa trẻ sẽ là người quyết định theo cái phương pháp đó. Thì triết lý của họ là đứa trẻ sẽ là người quyết định và biết được rằng là bạn ấy cần gì để bạn ấy có thể tồn tại được trong cái cuộc sống của bạn ấy. Đấy, và nó sẽ mất khoảng một vài tháng cho đến một vài năm để mình có thể chấp nhận được là con mình đi theo phương pháp nào. Không phải là mình thích phương pháp nào là mình chọn phương pháp đấy cho con, mà nó sẽ phụ thuộc vào việc là bạn ấy thích phương pháp nào hơn. Thế thì đấy là điều khó khăn, một cái điều khó khăn nữa của bố mẹ khi bắt đầu tham gia vào homeschooling cho con. Ở thời điểm hiện tại thì mình rất thích homeschooling, bởi vì dù là theo phương pháp nào đi chăng nữa thì việc học tại nhà homeschooling cũng mang lại cho cái đứa trẻ đó một cái sự tự do trong việc khám phá kiến thức, cũng như là cái cách học làm sao để cho nó hiệu quả nhất, và không nhất thiết là bạn ấy cứ phải ngồi xuống trên một cái cạnh một cái bàn học, phải cầm bút cầm giấy, phải viết và phải tập trung trong vòng một thời gian quá lâu thì mới gọi là học. Mình hiểu kỹ năng tập trung, lắng nghe và thẩm thấu nó là một cái điều rất quan trọng để có thể phát triển được cá nhân. Tuy nhiên thì mình tin rằng là mỗi một bạn nhỏ thì sẽ có một cái tiềm năng khác nhau, và không phải bạn nào cũng có cùng một cái tốc độ tập trung, thời gian tập trung cũng như là một cái sự hứng thú với việc học theo một cách giống nhau. Do đó thì để có điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của một bạn trẻ, một bạn bé, thì mình vẫn mong rằng là mình có thời gian để homeschooling. Và đấy là lý do vì sao mà mình đã nghỉ cái công việc full time của mình để bắt tay chuẩn bị vào cho con trong cái quá trình học homeschooling trong những năm tới. Vậy nếu các bố mẹ cũng có cùng chung quan điểm về phương pháp giáo dục con, cũng như là về quan điểm về homeschooling giống như mình, thì mọi người hãy theo dõi mình. Sắp tới đây thì mình cũng sẽ cố gắng chia sẻ nhiều hơn về những cái hiểu biết hạn chế của mình về homeschooling, cũng như là mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của mình khi mà mình bắt đầu tiến hành homeschooling cho bạn nhà mình. Ở thời điểm hiện tại thì mình đang trong quá trình xây dựng giáo trình cho bạn và đang chọn một cái chương trình học tốt nhất.
Thế thì để nắm được cũng như là để có cái sự đồng hành chia sẻ thì mình cũng mong là tìm được những bố mẹ mà có cùng chung sự quan tâm, cùng chỉ hướng. Mọi người không cần thiết phải là theo homeschooling toàn phần như nhà mình. Các bạn hoàn toàn có thể học bán thời gian, vì thực tế chương trình homeschool là một chương trình theo con, cũng như là cho con một cái thời gian học nó cũng không quá bị gấp gáp giống như là của trường công là phải 8 tiếng một ngày. Do đó thì mình hoàn toàn có thể sắp xếp được thời gian, và mình cũng rất mong được có một cộng đồng các bố mẹ quan tâm đến cái sự giáo dục của con cái theo một cái phương pháp mới. Ngoài homeschooling ra thì còn phương pháp nào mà mình vẫn chưa biết, hoặc là mình vẫn có thể là bản thân mình cũng chưa thấy được cái sự ưu việt của những phương pháp đó, thì mình cũng rất hy vọng có được sự chia sẻ của các bố mẹ sau khi xem cái clip này. Cảm ơn các bố mẹ đã dành thời gian nghe mình nói, và hy vọng sẽ được nhận nhiều phản hồi các bố mẹ trong thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người.